Xin chào tất cả mọi người, đây là đồng chí Tốt Ngọc Sĩ. Chào mọi người, hôm nay 9 giờ mới đi làm. Hôm nay gần 9 giờ Tốt mới đi làm và Tốt sẽ dẫn mọi người đi lắp đặt gói cước truyền hình truyền 5K một tháng. Tối hôm qua thì Tốt có đánh bài đến 5 giờ. Tổng tư lệnh gọi điện tắt mẹ máy. Không nghe máy. Mới hôm trước Tốt được tặng cho một cái túi đồ cực xịn sò đúng không mọi người? Nào chúng ta cùng đi theo chân Tốt nhé. Gói cước 5K này là truyền hình số 360 của Viettel. Mọi người đóng 6 tháng được tặng thêm 2 tháng và đóng 12 tháng được tặng thêm 4 tháng nhé. Đầu thu này nó có Play nên mọi người tải được rất nhiều ứng dụng trên đấy nhé. Chơi game, xem phim, nghe nhạc. Xuống nhà thì thấy nằm trống rãi lên trời. Đấy. Không phải tốt đấy nha mọi người nhé. Quân còn đi làm có chế độ hơn tướng. À, kinh thật đấy. Tướng suốt ngày đi gắn camera, quân suốt ngày đi kéo máy lên là cho đi chỗ phố. Vừa mới tặng cho cái túi hích này, ông chuyên nghiệp hết. Chưa có mình chơi hết, đi sửa cho người ta rồi. Thôi hôm nay thì đồng chí Tốt sẽ đưa anh em đi đi lắp cái TV 360 nhá. Đầu thu truyền hình này gắn được trên tất cả các dòng TV vậy, mọi người nhé. Cứ cầm máy mỏi hết cả tay. Mỗi chân cầm máy mà không biết quay nên học. Không biết đâu. Có ai biết xài YouTube đâu biết. TV đồ cổ cũng lắp được. Đối với TV màn hình phẳng mọi người dùng dây HDMI để kết nối lên TV. Ai canh gì ông nhanh đâu biết đâu. Cấp nguồn điện và kết nối Wi-Fi hoặc kết nối dây LAN cho đầu thu truyền hình, sau đó mọi người chuyển hệ HDMI trên TV để cài đặt đầu thu nhé. Đối với TV đồ cổ như này thì mọi người cũng thao tác giống TV màn hình phẳng, chỉ khác biệt là chúng ta sử dụng dây AV một đầu vào ba đầu ra thôi nhé. Sau khi đã kết nối xong thì mọi người bấm phím OK là xong nhé. Quan trọng nhất khi lắp đặt đầu thu 360 này là mọi người cần đăng nhập tài khoản Gmail. Cái thứ hai là mọi người tải ứng dụng TV 360 về điện thoại, sau đó kết nối lên đầu thu bằng việc quét mã QR hoặc nhập ký tự số để liên kết lên TV. Hello. Mày nhỏ lắm. TV điếc cho nên là phải đấu qua âm ly. Mày TV nhà khách vừa đồ cổ vừa bị câm mọi người nhé. Nên anh em tôi phải đấu lên âm ly cho nó có tiếng. May nhà khách có âm ly không thì toi đời như chơi. Đối với âm ly mọi người muốn kết nối thì mọi người vẫn dùng dây AV lúc nãy rút đầu đỏ và trắng đang cắm trên TV cắm vào cổng audio in trên âm ly là xong. Đầu thu này nó có nhiều chức năng lắm mọi người nhé. Mọi người yên tâm sử dụng. Đây, chị cứ bấm mình ngôi nhà này nhá. Đây, ngôi nhà là nó ra như này luôn này. Đây, V3 này. Đấy, mình lên xuống trái phải. Ừ. V1 này, V6 này. Hoặc là chị có thể dấu cộng cho nó này. Các ứng dụng chị có thể cộng cho nó. Sau khi liên kết đấy, trên điện thoại về TV thì mọi người có thể sử dụng dịch vụ được rồi. Khá tiện lợi phải không mọi người? Vừa không phải mua TV mới, vừa có tất cả các dịch vụ. 5K một tháng quá rẻ phải không ạ? Nào chúng ta cùng test thử YouTube nhé. Bà con đi em. Chào bà con đi. Bà con chào em rồi. Rồi lắm. Đi lắp đặt truyền hình này khá đơn giản. Mọi người đã thấy lợi ích tuyệt vời của đầu thu TV 360 chưa ạ?
Nếu mọi người muốn lắp đặt, mọi người hãy liên hệ tại các cửa hàng giao dịch gần nhất hoặc gọi số tổng đài 18008168 để đăng ký lắp đặt ạ. Ngoài ra, mọi người muốn báo hỏng dịch vụ Internet và truyền hình, mọi người gọi số 18008119 để được hỗ trợ. Nếu mọi người thấy video hay, mọi người hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho anh em chúng tôi. Nếu mọi người có ý kiến đóng góp, vui lòng comment bên dưới video ạ. Ngoài ra, chúng tôi hỗ trợ mọi người qua số Zalo 0399057000. Xin cảm ơn mọi người đã xem video. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo ạ.